Xuất hiện chưa đầy 5 phút trong phim Mai nhưng nữ streamer Ngọc Nguyễn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Mới đây, cô lần đầu tiên bật mí giá cát xê mà Trấn Thành trả cho mình khi diễn 5 phút trong phim. Theo đó, vai diễn của Ngọc Nguyễn trong phim Mai là một bà hàng xóm bí ẩn với phong cách ăn mặc gợi cảm, thường xuất hiện với điếu thuốc lá trong tay và hay nói những câu đạo lý thoáng qua. Tuy vậy, vì bà hàng xóm do Ngọc Nguyễn thủ vai đứng về phía nhân vật nữ chính là Mai nên có được nhiều cảm tình từ người xem. Ngọc Nguyễn từng tiết lộ trên livestream rằng khi nhận lời mời đóng phim Mai, cô từng không tin tưởng vì cứ ngỡ có người mạo danh Trấn Thành, cố ý lừa đảo mình. Thời buổi này có nhiều vụ lừa gạt lắm, bấm vào là bay sạch tài khoản. Tài khoản tôi không có nhiều tiền nhưng cũng sợ lắm. Tôi đã nghi rồi, bảo thôi nhưng bên đấy họ bảo là hãng phim thật. Họ hỏi tôi muốn nói chuyện với anh Trấn Thành không thì tôi đồng ý, Ngọc Nguyễn thành thật chia sẻ. Mới đây, trên sóng livestream, Ngọc Nguyễn tiếp tục kể thêm nhiều câu chuyện xoay quanh quá trình đóng phim Mai khiến khán giả hào hứng. Trước câu hỏi về giá cát xê trong phim, Ngọc Nguyễn không vòng vo mà thẳng thắn nói luôn cô được Trấn Thành trả cho hơn chục triệu chỉ với 5 phút xuất hiện trong phim. Ngọc Nguyễn còn dành lời khen cho Trấn Thành xông xênh khi ra tay hào phóng với một diễn viên quần chúng như cô, cát xê mấy chục thôi em, mấy chục triệu. Thành rộng lượng mà, à không nên dùng từ rộng lượng. Cái gì mà nhiều tiền nhỉ, à là hào phóng, xông xênh, ổng chịu đầu tư lắm, nói thật đấy. Ngoài ra, Ngọc Nguyễn còn nể phục Trấn Thành vì không tiếc chi tiền để có được một góc quay đẹp để giúp bộ phim thêm phần hoàn mỹ. Cụ thể, trong một lần, vì muốn có được góc quay như ý, Trấn Thành đã chấp nhận bỏ ra số tiền 200 triệu đồng chỉ để thuê chiếc máy quay đặc biệt trong một ngày để thực hiện cảnh quay. Nói với anh đạo diễn là em muốn góc quay thế này. Anh ấy nói là, góc này em cầm máy ảnh khác, anh cầm máy quay rất to thì lại khác nữa. Nếu em muốn góc quay thế này thì phải cần một cái máy quay thuê mất 200 triệu một ngày. Trấn Thành đồng ý luôn, người ta rất đầu tư, Ngọc Nguyễn kể lại kỷ niệm cô ấn tượng nhất. Về chuyện phim Mai chèn ép xuất chiếu của các phim khác, Ngọc Nguyễn nói, rạp chiếu phim như siêu thị. Ví dụ bây giờ em mở siêu thị đi và có 3 nhãn hàng mang sản phẩm đến, em bán được cái gì nhiều thì phải đẩy nó lên trước chứ. Cái gì đang hot thì phải đẩy ra bán chứ không lẽ bọn em giấu đi. Qua lời kể của Ngọc Nguyễn, khán giả càng hiểu thêm về quá trình quay dựng phim Mai. Để có được một bộ phim hoàn chỉnh từ góc quay đến kịch bản, phía ekip đã không ngần ngại đầu tư một con số khủng cũng như đi tìm những diễn viên phù hợp nhất với mô tả của nhân vật trong cốt truyện. Được biết, ngay sau khi chính thức ra rạp vào ngày 1 Tết Nguyên đán 2024, phim Mai đã xô đổ nhiều kỷ lục của nền điện ảnh Việt. Tính đến hiện tại, phim Mai của Trấn Thành là phim phá kỷ lục phòng vé 400 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại. Những chi tiết trong phim cũng trở thành đề tài bàn tán trên mạng. Bộ phim Mai kể về câu chuyện của một người mẹ đơn thân 37 tuổi tên Mai và hành trình đi tìm hạnh phúc trong vô vàn khó khăn của nhân vật này. Ngoài ra nhân vật chính do Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Trấn Thành, Hồng Đào đảm nhận, bộ phim còn có nhiều người khác như Ngọc Giàu, Khả Như, Anh Đức, Việt Anh.